Đây là bản LED cao năng xe tải phiên bản 25 LED một bên. 25 này, ở phần dưới là 25, ở trên 25 100 này. Ở đây tổng là đang là 200 LED của hai bên. Đấy. Như này là 200 LED nó sẽ đẹp hơn. Ở dưới là 25, tức là mỗi bên 100 LED. Ở đây dòng nó đang ăn, nó rơi khoảng tầm 6-8A, nếu mà sáng hết thì phải 8-10A đấy. Dòng nó rất là cao, nên là phiên bản này thì mình phải độ nguồn cộng với phần đầu vào, nếu mà 24-12 nó cũng phải xử lý cái phần công suất, nó cũng khá là phức tạp. Đấy. LED này thì sử dụng nguồn 5V nhé, mạch và LED đều sử dụng nguồn 5V hết, LED chống nước. Đấy, đây là phiên bản loại 200 LED, tức là 100 LED một bên, tổng hai bên là 200 LED. Trước đấy bên mình đã review phiên bản 100 LED tổng, ở mỗi bên là 50 LED. Tùy vào khách hàng cân đối về tài chính để lắp thôi. Bởi vì là cứ thay đổi tăng số lượng LED thì nguồn sẽ phải thay đổi, công suất phải thay đổi. Càng ít LED thì chi phí càng thấp, nhưng mà lại không đẹp bằng. Còn nhiều LED thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, hiệu ứng rất là ok. Đây mình quay dài dài để nó chạy thì gần như hết hiệu ứng. Ở đây mình biên tập khoảng tầm 30 hiệu ứng. Có hiệu ứng chạy 5 lần, có hiệu ứng chạy 1 lần, có hiệu ứng chạy 2 lần. Đây, những hiệu ứng mà nó lâu như này thì thường mình biên tập chạy 2 lần. Hết 2 lần nữa sẽ chuyển sang hiệu ứng khác. Còn hầu như các hiệu ứng khác sẽ chạy 5 lần. Nó thay đổi khá là nhanh nên là bình thường là đến 5 lần. Đấy. Rồi, ok.